Và đây là món bò nhúng giấm. Món bò nhúng giấm này thì mình sẽ ăn chung với rau xà lách, rau thơm, dưa leo, khóm. Mình cuốn chung với bánh tráng và mình chấm với mắm nêm các bạn. Ngoài ra còn có bún nữa. Món này ngon lắm, mà nó đơn giản nữa. Món này thì các bạn có thể mình làm đãi tiệc cũng rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bò nhúng giấm. Về nguyên liệu, ở đây mình có là 700g thịt bò nè các bạn. Đây mình cắt mỏng ra rồi. Cái này hồi mình sẽ cho vào ngăn mát nha các bạn, để cho nó tươi á. Một củ hành tây khoảng 100g mình cũng cắt nha. Cắt sợi nó ra như thế này nè. Một ít sả cây đập dập, một ít hành tím, nửa trái khóm khoảng 250g. Khóm này mình dùng cái loại chua chua ngọt ngọt. Nếu như các bạn dùng loại ngọt á, thì khi nấu mắm nêm á, thì mình cũng phải cho thêm tắc vào để tạo độ chua. Khoảng gần một chén sả băm, 2 muỗng canh tỏi băm, một ít ớt băm, 250ml giấm. Cái này mình dùng giấm nuôi á. Còn nếu như các bạn dùng giấm chay á, thì điều chỉnh lại nha. Với lại cái giấm nuôi này của mình dùng cái loại này nó hơi chua. Và nửa lít nước dừa tươi để mình làm cái phần nước nhúng giấm. Và một chai mắm nêm. Cái này là 250ml. Mình thấy cái loại này ngon nè các bạn. Các bạn nên tìm loại này nha. Để mình dùng thường loại này mình thấy nó ngon hơn. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Khóm này thì mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra để mình cho vào cối xay sinh tố. Mình xay cho nó nhuyễn nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu mắm nêm nha. Mình cho dầu ăn và một ít dầu ăn. Mình phi tỏi. Nhiều nhiều tỏi thì nó thơm nha các bạn. Cho sả vào luôn. Các bạn phi cho nó vàng thơm. Bây giờ nó vàng rồi nè các bạn. Mình sẽ cho mắm nêm vào nha. Cho hết nguyên chai vào luôn. Với lại các bạn nhớ là nếu như các bạn dùng khác hiệu thì nêm nếm nó cũng khác rồi nha. Tại vì tùy theo loại mắm nêm mà cái nó mặn, độ mặn khác nhau á. Mình cho khóm vào. Khóm mình đã xay rồi nè. Các bạn để lửa lại cho nó sôi nè, để lửa lớn. Mình cho vào đây 150g đường. 150g thì khoảng 10 muỗng canh đó các bạn. Một muỗng canh đường thì nó khoảng 15g. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nhà mình thì nấu mắm nêm mình sẽ nấu cho nó sánh như thế này nè các bạn. Để mình để được lâu nha. Khi các bạn nấu thì mình để trong ngăn mát, tủ lạnh ăn được hơn cả tuần. 10 ngày, trên 10 ngày. Còn nếu như muốn để lâu hơn thì các bạn đông đá. Khi nào ăn thì các bạn phải nấu nó lại. Còn nếu như mà các bạn ăn trong ngày á, các bạn không có muốn để lâu thì các bạn nấu loãng nó ra. Mình cho thêm nước dừa tươi hoặc nước lọc vào để làm loãng nó ra. Riêng cái món này là bò nhúng giấm á, thì cái lúc mà ăn mắm nêm á, nếu như mà thấy nó đặc thì các bạn có thể múc cái nước nhúng giấm á. Cái nước nhúng giấm nó cũng ngon lắm. Mình múc vào một ít để mình pha loãng. Mình thấy nêm nếm thì mình thấy nó được rồi. Nếu như các bạn ăn ngọt hoặc ăn mặn thì nêm khác nhau nữa nha. Nó sôi lại, nãy giờ nó sôi được khoảng 2 phút rồi đó. Mình cho ớt băm vào. Và nếu như các bạn cảm thấy khóm nó chưa đủ chua thì các bạn có thể là cho thêm tắc, một ít nước cốt tắc hoặc chanh. Còn như nhà mình thì mình thấy như vậy nó được rồi. Mình cho nó sôi thêm khoảng 1-2 phút nữa nha. Sau khi nó sôi xong là mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Coi như là mắm nêm của mình đã xong rồi. Nhanh gọn lắm, mà nó ngon lắm. Nấu rất là đơn giản các bạn. Cái này các bạn ăn chung với thịt luộc, các bạn cuốn, rau, cải rồi ăn ngon lắm. Mình cho vào đây nửa lít nước dừa để mình nấu nha. Cho 200ml giấm vào. Nấu cho sôi lên. Mình cho sả cây vào, mình nấu trước. Về nêm nếm cái nước này thì cũng tùy theo nước dừa nha các bạn. Nếu như nước dừa của các bạn ngọt thì nêm nếm ít đường lại. Còn nước dừa hôm nay mình dùng nó không có được ngọt nhiều. Cái này thì các bạn nêm chua chua ngọt ngọt là được. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng canh đường.
Mình cho vào đây khoảng một muỗng canh đường phèn nha các bạn, tại nước dừa mình nó không có được ngọt nhiều nên mình dùng đường phèn cho nó ngọt thanh. 1/4 muỗng cà phê muối. Nó sôi lại là được rồi nha, mình cho hành tím vào cho nó thơm nha. Ít hành tím, hành tây thì mình khoan hết cho. Rồi coi như là phần nước nhúng giấm của mình đã xong rồi đó, mình sẽ tắt bếp. Cái phần nước nhúng giấm thì mình nấu lại cho nó sôi để mình nhúng thịt bò nha các bạn. Mình sẽ ăn chung với bún nè, bánh tráng, rau xà lách, rau thơm. Mình còn nửa trái khóm còn lại mình cắt mỏng ra, dưa leo. Ngoài ra thì các bạn nhớ dùng cho mình thêm là một ít ngò gai với lá quế nữa cho nó thơm nha. Các bạn cho vào cái nước nhúng á, một ít hành tím phi cho nó thơm nha. Ngò gai, lá quế, hai cái này cho vào nước nó rất là thơm. Mình cho hành tây, mình ăn nhiêu thì mình cho nhiêu, các bạn cho từ từ thôi, hành tây nó nhanh chín lắm. Và mình cho thịt bò vào. Cái này do mình sắc nó hơi dày, nó hơi lâu chín. Cái món này mình thấy người ta còn làm cá nhúng giấm, cá bóp, hoặc các bạn cho mực vào cũng được, mực bạch tuộc tùy nha. Thịt bò chín thì mình sẽ cuốn, mình cho lên bánh tráng nè. Rất là thơm các bạn. Để mình tắt bếp nha, nó sôi quá. Nếu như các bạn thích cái mắm nêm này lỏng ra, các bạn múc cái nước này nè, cái nước này ngon lắm. Cái lỏng ra đó. Ngon lắm các bạn ơi. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công và nấu ăn ngon nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.